Không ngờ, không ngờ cả nhà, một lợp luôn nè. Cái này chắc nổi cái ếch đó cả nhà, 2 4 5 con, 6 con cả nhà ơi, quá trời đã luôn. Nó nằm nè, có con ếch trà bá nè cả nhà, nó nằm trong bông lúa đó, nó lưng đang thui. À, vô mời quý chị theo chân bộ đi đặt mấy cái bẫy ếch tiếp tục cả nhà. Nay đồng hành với mình là thằng cháu nha, chào với hôm qua thì mình đi có mình anh hay đi với thằng cháu để mình đặt một cái sống cá chết tiếp tục. Ngày hôm nay đặt chắc khoảng chục cây rồi cả nhà, hết mồi rồi, này cái mồi không ra luôn, không có đi đâu được chứ. Ở đây thôi, ngồi đây mà mũi cũng cắn được nữa này kìa. không có mồi cả nhà, mồi ít quá. Lúa chuẩn bị trổ bông rồi, chuẩn bị có ít bữa ăn rồi. Có cái vũng nước trong đó luôn. Biết con rơm đủ 4 cây mà. Ta hút cá chết dữ, nổi tùm lum chết. À, quý anh chị thấy mình đặt không? Mình đặt một kiểu một hả cả nhà, là mình đặt theo những cái vũng nước khui ra vô cả nhà. Đây nó đang khui nè, ở đường này đi vô nè, cái bọng này cả nhà, nó chảy ra là mình đặt cái chân đó cả nhà, xác suất dinh dưỡng rất là cao nha. Nó vô đặt mình đó một cái đó cả nhà thấy không, mỗi vũng nước mà khui ra vô là vô đặt một cái vậy, xác suất dinh rất là cao luôn anh chị. Tôi chia sẻ và những cái gì Vũ biết mình chia sẻ cho quý vị mình đặt hiệu quả nhất nha. Thì Vũ hẹn cả nhà sáng mai nha, đi đặt cả nhà tối rồi. À, nào cũng sáng rồi nha, Vũ mời quý chị theo chân gỗ đi lấy mấy cái bẫy cả nhà. Chào cả nhà con. Đi với gái mình cả nhà, chút gái mình nó quay hơi lắc cả nhà thông cảm nha. Tại vì hôm nay mình không có đem cây quay sao cả nhà. Đây, cái đầu tiên mình làm đây, đặt đây này. Qua đặt đây cái cũng chạy bữa nay có gì. Bữa nay chạy nữa cả nhà, mấy con coi. Ủa, hai con trà bá luôn cả nhà nè. Đó. Qua cái này là 4 con, bữa nay được 2 con nữa cả nhà. Bây giờ mình qua còn cái cuối cùng mình về đây đặt rồi. Kiến đấy. Cuối cùng được 2 con nữa rồi. Mình cho anh có ếch. 2 con bự thì nặng trà triệu luôn cả nhà. Mấy con nữa cái này. Quay gần cho lắc chưa đấy anh. Hai con, ba con, hai con.
hai con nữa cả nhà. Vũ đặt lại cái clip rồi Vũ hướng dẫn cả nhà đó. Đặt xem mấy cái dũng nước hoặc là mấy cái ngã ba khui nước ra vô không cả nhà. Cái này nó khui khô luôn. Hai con này nhỏ hơn cái con kia nha. Em rồi. Cái này chút ớt luôn cái nhà. Không có con gì luôn. Chút ớt. Nhà mà cái bên đây chạy 4 con nè. Bên đây không chạy con nào luôn. Hôm qua mưa này nước đầy lên trên này luôn nè. Quay rồi cho nè. Đầy ra đây nè. Hồi nay nó dịch khô gan luôn cái nhà. Quốc luôn. Khô bù đực cho ăn cái gô bánh răng luôn đấy. Hồi nãy thì mình lấy mép bên đó xong, bây giờ mình qua đây bên xa. Mình đi cây cầu qua đây cả nhà. Bên đây có hai cái. Đặt dưới cái dũng nước này nha. Dũng nước này mình đậm không, chạy mạnh không, chạy 4-5 con bự không. Nước này đặt lại nước này sao, không có chạy không. Đó mình đặt được lưới, bữa nay đặt lại rồi, im ru cả nhà. Im ru và ru luôn. Chắc quá. Đặt lại, chắc quá cả nhà. Mấy cái chạy mang cá rồ. Gái mình đang ở bên cầu đó cả nhà. Chỉ thành có con cá nè. Im ru luôn. Nước khô quá khô. Lúc đặt có nước, bây giờ không có nước hết chưa. Nước cái mồi mình không có ra xa. Trời ơi trời, một lợp luôn. Không ngờ 5-6 con luôn cả nhà ơi. Ừ là trời, mình tới nó không chạy, không chạy cái kia luôn rồi. Cái đặt chân có hiểm gì mà không chạy. Nó đã cả nhà ơi. Vô nghe cả nhà. Còn lo tạo mình tưởng đâu là nó không chạy không. Không ngờ chạy cũng cứng lập luôn cả nhà. Đó là tàn. Tại vì chân cái này là mình mới đặt đầu tiên luôn cả nhà. Tưởng nó không dính như cái kia luôn rồi. Hồi nó dính rửa thế không có nước rửa luôn vậy. Ngày qua cái này nước không, này không có nước rửa luôn. Khai ra nè, khai khô gan luôn. Quá đã cả nhà. Đó, đây quay mới đã, nó hết rồi, nó bự rồi. Đã gì đâu có tàn. 5 con. Trời ơi, nó ra. Nó tọt ra luôn cả nhà. Hay quá cả nhà. Nó ếch này nó hay thiệt. Nhưng mà tọt ra ngoài luôn. Hay quá. Vô. Rồi mình đi qua cầu đó cả nhà. Mình không có tay cầm luôn.
Thở mát nha. Mình mới đi qua bên đây rồi cả nhà. Cái gái mình này nha. Nhà cái này chạy quá chạy luôn. Nãy chút xíu nó đi rồi cả nhà. Năm con. Để chút xíu đi chạy. Để sao hỏi chút xíu đi. Chạy mình ngoài. Được một con. Rồi. Nó con có kia là em này cũng hơi không có quá nhỏ. Và ở đây là nước đầy luôn nha, này khô gan ra cái nhà ở năm chạy khô quá rồi, có còn hai cái cối bên này đi chuyển lắp đó nha. Dạ tôi sẽ đi từ từ và từ từ. Hả, không thấy hả? Ôi rất quốc luôn, đi đợi luôn rồi. Chức quốc luôn. Hai cái cuối rồi. Còn cái cuối à? Không biết. Được không cha? Được. Được con à. Để con. Để xuống trực. Hết rồi cả nhà. Về anh bắt ớt quay cả nhà xem nha. Rồi. Đến nhà cả nhà. Hôm nay mình đặt hơi ít, đặt khoảng chục cái nha. Mình chúc ra nha. Giờ nó giúp con chỉ có hết xỉu với hai cái nè. Nó có vậy thôi. Chứ nó khác gì con đâu. Ba muốn con tổ hơi rộng thôi, nhưng mà rất bự. Cái kia kìa năm con kìa mới bự. Đặt đại đi. Đặt đại đi coi dính nó chứ. Đi đi hết xuống luôn. À, năm con nữa. Thấy không, năm con luôn đó. Đó hả? Không chụp hả? Hải ơi. Ngày qua đặt mất cái cuối. Nó chui ra rồi. Ra đi. Làm cái con dưới mà. Nhảy cho mấy chị nhảy dưới. Nó khôn, nó muốn gà, nó không sợ mình thịt hiểu không? Nhảy lộn cái bèo. Con mới là không chạy. Con mới nơi á. Được con mà mấy con cá. Con cá nó cha đặt. Cho thấy đầu ngay luôn. Đây cái này được mấy con cha? Hai con và mấy con cá rô. Nãy giờ cũng hơn 100 kg rồi đó. Cá nó không có luôn nha. Đúng rồi. Cái nó có không? Cái nó có. Được dính con cá đua trển kìa. Dính dính cái nó. Đúng rồi, dính mấy cổ. Đứng thẳng lên á. Ê, ít nữa ra bây giờ.
được một con mini. Nó bị con bùa địch làm cho tới vậy luôn đi. Trời, con ếch đi chơi. Bị chắc lọc mọi giờ ta. Con bùa địch sống rồi. Hết rồi nha. Này cho rồi. Nó bị một tí ếch nha. Ếch bùi bự thôi à. Mà trên bàn không có nha. À, Hiểu xin cho ấp máy đây luôn đó nha. Chúc quý anh chị mình một buổi sinh lý vui vẻ và nhớ ủng hộ cho Vũ, xin một lượt like rồi lượt đăng ký kênh ủng hộ Vũ nha cả nhà. Bye hẹn cả nhà lúc sau.